Xin chào mọi người. Ở video này Quân hướng dẫn mọi người sử dụng máy thái lát trái cây củ quả. Và hôm nay nguyên liệu chúng ta ở đây là hoa chuối nhá. Đây, mình đã bóc hết rồi. Bây giờ cắt ra nó chỉ có đẹp luôn thôi. Và sẽ hướng dẫn mọi người điều chỉnh mỏng dày ở cái sản phẩm này. Thì hiện tại là đang có một máy quay tay và một máy motor. Thì cái motor nó có thêm cái lá chắn. Mình xin phép trong video mình sẽ bỏ nó đi để cho anh em có thể xem được một cách dễ hiểu. Đây, bây giờ thì đơn giản là như thế này thôi. Chúng ta sẽ bóc ra và chúng ta sẽ nạp vào đây. Thì chúng ta ấn vào này. Không, chỉ việc là thả nó vào đây trước thôi. Đấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là chúng ta điều khiển, điều chỉnh mỏng dày. Thì tất cả phụ thuộc ở đây nhé. Chúng ta muốn mỏng được mỏng, muốn dày được dày. Từ 0 đến 5 ly có thể điều chỉnh. Trước hết là mình sẽ về mỏng trước để mình cắt. Xem như thế nào. À, như thế này là đang gọi là mỏng quá này. Mỏng quá nó còn không ra cơ. Đây này, anh em nhìn thấy mỏng như tơ luôn này. Thì chúng ta có thể là điều chỉnh tăng dày ở đây. Tăng dày là theo chiều này nhé. Đây này, nó có cái mũi tên đây này. Chúng ta tăng dày nó lên này. Bật này. Đấy. Dày hơn rồi đấy. Đấy nhá. Dày hơn rồi đấy. Thì chúng ta có thể là chỉnh dày nữa. Mình sẽ làm từ từ để cho anh em xem là chúng ta có thể dày. Còn ở trên cái video này anh em nhớ là bên đây nó là quay tay, còn bên đây nó là motor. Nguyên lý hoạt động của nó giống nhau. Đấy, nó dày hơn rồi này. Dày hơn này, thậm chí dày nữa. 5 ly cũng được, chơi luôn cả 5 ly to cũng được. Đấy, nó dày chưa? Dày khụ luôn này. Ừ. Có thể điều chỉnh được mỏng dày đây này, anh em dễ hiểu. Chúng ta chỉ cần phập qua cái khe hở đây này. Đây mình kéo bằng tay nhé. Đấy, thế nào nó ra. Còn đối với cái hoa chuối thì rõ ràng quan điểm với mọi người rồi. Là càng mỏng càng ngon chứ không phải là càng to. Đấy, thế nên là xin phép anh em quay về mức mỏng. Xong tí nữa mình còn chế biến đồ ăn luôn. Đây, mỏng nghe ok chưa? Ok rồi gì? Bật máy, chạy thôi. Đấy. Bật máy và chạy, đơn giản. Máy quay điện mà, quay điện thì mình không phải động tác thêm gì cả. Còn cái bên kia thì nó là máy quay tay, cho nên là anh em có thêm một cái thao tác là phải quay. Anh em thấy có ổn không? Thái hoa chuối như này là rất là ổn nhá. Cái máy này chuyên để thái trái cây, củ quả. Đấy. Và các loại trái cây đấy, chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra thì thái hành, tỏi. Đấy. Thái hành, thái tỏi đều ok. Chỉ có vấn đề là anh em muốn dùng quay tay hay muốn dùng quay điện. Thì đấy là cái bài toán của anh em. Chúng ta mua phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Đấy. Làm nhiều làm ít. Làm ít thì mua máy quay tay. Còn làm nhiều thì mua máy motor. Và ở cuối cái video như thế này thì anh em chú ý, mình hướng dẫn mọi người cách tháo dao. Tất cả các cái video hầu như là mình luôn làm cho mọi người một cái video tháo dao ở đằng sau để mọi người có biết là vệ sinh máy móc chứ không là nhựa dính là không ổn đâu. Đấy nhá, cái tay mọi người chú ý này. Cái tay mọi người như thế này nhá. Chúng ta kẹp vào đây, kéo lên như thế này. Rút con dao ra, sau đó thì đem đi vệ sinh. Thì ở cái con dao này mọi người lưu ý này. Cái con dao này nó hay ở cái là khi anh em ấn vào như thế này thì chúng ta sẽ hoàn toàn không thể giật ra. Ok chưa? Nhưng anh em cầm cái này anh kéo lên này. Phải để ý kỹ nhá, nhiều người họ không biết, họ cứ để im như thế không tháo ra, xong đến khi nó đầy nhựa nó dính vào máy, nó hại máy lắm. Đấy, ok chưa? Phải kéo lên nhá. Đấy, khi lắp vào. Lắp vào. Cái tay của mình như này. Cầm như thế này này. Kéo nó lên. Cắm nó vào. Đấy, thế là được. Ổn chưa? Tuy nhiên đấy là quay tay nhá. Còn quay điện thì nó hơi khác một chút, anh em để ý này. Phải hướng dẫn anh em cụ thể rất rõ ràng, anh em có thể là làm cho nó không bị bỡ ngỡ. Mấy bác mua về là bỡ ngỡ để em ơi làm như nọ làm như kia, thì cố gắng xem hết các video vì hầu như ở đoạn cuối video là có. Ở cái này thì có hai cái lẫy, một cái lẫy nhỏ, một cái lẫy to. Thằng nhỏ ấn lên trước, thằng to ấn lên sau. Rút con dao ra, đúng không? Con dao của nó sẽ có một cái ngạnh như này. Anh em để ý nhá, có cái ngạnh. Thì lúc vệ sinh thì tránh cái motor ra là được. Còn vệ sinh kiểu gì thì vệ sinh, thoải mái. Khi lắp vào, nhìn kỹ cái chỗ đoạn này cho mình này. Đấy, như này là chưa được nhá. Nhìn phải nó sập được vào cái rãnh vùng nãy mình chỉ. Xoay cái lưỡi dao đi, đấy, nó phải vào như thế này thì mới được nhá. Vào như này, chốt thằng to trước, chốt thằng an toàn sau. Như vậy là xong. Đơn giản, dễ hiểu. Đây là video giới thiệu rất rõ ràng để anh em có thể là
xem được cái máy quay tay và máy quay điện chúng ta làm nhiều làm ít hay là như nào đấy thì tùy mỗi người thôi. Anh em có cái nhu cầu mà lấy các cái dòng sản phẩm này cứ vào trang web maythuocphamhoangquan.com hoặc gọi theo số hotline trên video này để được tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.